GPXF999 là cái mã đẳng cấp của sáng gom. Nó vì sao nó đẳng cấp đây anh em này, em sẽ test ánh sáng cho anh em. Con này thì cùng sử dụng cùng tờ thông số với cái mã 9802. Nó chóa nhôm 10 cm, công suất sáng 2000W. Nó 4 quả pin 18650, nhưng mà con này thiết kế là pin rời. Nó có thêm cái tính năng cảm ứng bật tắt không chạm cho anh em. Đó. Đèn này thì cũng sử dụng chân sạc Type C và cổng USB hỗ trợ sạc ngược thiết bị khác anh em nhé. Công tắc đôi chống nước, có màn hình LED LCD báo cái phần trăm pin chi tiết cho anh em. Đó. Rồi, em sẽ đội đầu và test con đèn này cho anh em nhé. Đó, con này đội đầu thì rất là nhẹ nhàng, anh em chỉ cần đặt lên là nó vào form luôn. Dây đeo anh em không cần siết chặt như những cái dòng pin trên trán đâu. Đây này, cái gáy của mình nó đỡ quả pin nên là đèn sẽ rất là nhẹ. Chóa có hơn 100g thôi anh em nhé. Rồi, em sẽ đi vào vấn đề chính là test ánh sáng của nó. Rồi, ánh sáng của GPXF999 đây anh em này. Chỉnh gần gù góc chiếu cao thấp đây anh em nhé. Biên độ rất là rộng, chiếu cục chiếu trước mặt này, chiếu dọa trên cao này. Anh em chỉnh ngang tầm mắt này. Đó. Rồi, anh em nhìn tâm sáng của GPXF999 này, tâm sáng rất là gom, rất là gọn anh em nhé. Sáng mạnh, sáng gom và bao cho anh em dọi xa là ở không gian thoáng đãng, là bao cho anh em 1000m là nhìn rõ các vật thể lớn, ok chưa anh em? Và nhìn rõ nhất tất cả các vật thể, kể cả những vật thể nhỏ nhỏ hơn thì nhìn rõ trong khoảng là 700-800m ạ. Sử dụng liên tục ở chế độ sáng mạnh, bao cho anh em trên 10 tiếng luôn anh em nhé. Đó, con này thì cùng thông số với 9802 nên là nó rất là ngon. Đó, chế độ sáng tiết kiệm của đèn đấy ạ, thì anh em nhìn rõ trong khoảng là 300-400m và anh em bao cho anh em sử dụng là trên 15 tiếng luôn. Đó, đầy đủ 3 chế độ sáng là sáng mạnh, sáng tiết kiệm và chế độ nháy SOS cho anh em. Chống nước đi mưa an toàn, và em vẫn là cái lưu ý cũ nhắc anh em là ở cái chân sạc thôi. Anh em đi mưa đi bão đóng kín nắp chân sạc và cẩn thận thì dán giúp em cái miếng băng dính ở ngoài nắp chân sạc vào thì anh em đi mưa đi bão vô tư. Đó, cái chóa này anh em siết chặt cái do silicone vào là ok. Đó, trước khi sử dụng đi mưa thì anh em kiểm tra cẩn thận giúp em nhé. Ngoài ra thì đèn có cái tính năng cảm ứng bật tắt không chạm, anh em nhấn nút nguồn giữ cho em khoảng 3 giây. Đó, thì đèn sẽ kích hoạt cái tính năng cảm ứng bật tắt không chạm, anh em chỉ cần lướt tay thôi thì đèn sẽ tự động bật và lướt tay là đèn sẽ tự động tắt cho anh em. Ok chưa anh em? Và cái tính năng cảm ứng bật tắt không chạm này nó có chế độ chờ nhá. Anh em tắt đèn này. Đó, thì nó vẫn sáng cái bóng cảm ứng ở bên sườn như thế này. Đó, khi nào anh em không sử dụng nữa thì anh em tắt hẳn đèn đi, còn không thì anh em đang đi săn đi soi đúng không ạ? Anh em có thể tắt đèn tạm thời. Đó, khi nào cần bật đèn anh em chỉ cần lướt tay một cái thôi, đèn sẽ tự động bật cho anh em. Và cái điều hay nữa là anh em để ở bất kỳ chế độ sáng nào nhá. Ví dụ đây là sáng mạnh này, sáng tiết kiệm, sáng mạnh này, sáng tiết kiệm này. Đó, đang để chế độ nháy SOS này. Anh em để cái chế độ cảm ứng bật tắt không chạm đúng không ạ? Anh em chỉ cần lướt tay một cái là đèn quay về chế độ sáng mạnh nhất cho anh em. Đó, cũng khá là hay, khá là thông minh và nhanh anh em ạ. Mình đi săn thì thao tác nó sẽ nhanh hơn và tiện hơn. Đó, rảnh tay hơn anh em nhé. Rồi, đẳng cấp của sáng gom là GPXF999. Đó. Mức giá em đang ghim trên màn hình kèm ưu đãi cho anh em, anh em có thể tham khảo. Đấy, đây là đẳng cấp nhất của sáng gom rồi bác Tấn Lộc nhá. Đó, tắt đèn và tắt chế độ cảm ứng thì anh em nhấn nút nguồn giữ cho em khoảng 3 giây. Đó.